tốc độ phát triển giá thì cũng gần như tương đương với thành phố Hồ Chí Minh, ở khu phía Nam. Chính vì vậy thì có chăng sẽ có một cái xu hướng rằng là nhà đầu tư phía Nam sẽ ra phía Bắc để tìm kiếm cái cơ hội đầu tư, thì đây cũng sẽ là một cái điểm mà xu hướng mới trong thời gian tới, khi mà rất nhiều các chủ đầu tư hiện nay họ cũng đã ra Hà Nội, họ ra khu phía Bắc, ở các cái tỉnh phía Bắc để mà tìm kiếm các cái quỹ đất, thì cho thấy rằng là cái sự phát triển đồng đều giữa hai miền nó bắt đầu nó có sự cân bằng hơn rất nhiều so với trước đây. Rồi bất động sản thương hiệu hoặc là bất động sản hàng hiệu chúng mọi người hay nghe đó, sẽ là một cái xu hướng đầu tư, bởi vì hiện tại không chỉ riêng một chủ đầu tư Master Home đâu, mà sẽ còn nhiều chủ đầu tư nữa, họ sẽ đưa rất nhiều các thương hiệu quốc tế để vào Việt Nam bên để nhằm thứ nhất là nâng cao về chất lượng về sản phẩm, chất lượng dịch vụ và chất lượng thiết kế vân vân, và cuối cùng là nâng giá bán. À, cái đó là cái điểm mà tôi nghĩ rằng là sẽ là cái xu hướng trong thời gian tới. Rồi các cái khu đô thị phát triển lân cận cái thành phố lớn ở Hà Nội cũng vậy, thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, nó sẽ có những cái xu hướng về các khu đô thị phát triển lân cận các cái khu vực trung tâm. Lát nữa thì đây tôi sẽ lấy một cái điển hình là các cái khu vực trung tâm, các cái khu vực lân cận của thành phố Hồ Chí Minh để mà phân tích. Thì các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mà họ muốn tìm kiếm các cái sản phẩm đa dạng hơn á, thì hiện tại thì nếu như họ không tìm kiếm được các cái sản phẩm khu trung tâm, thứ nhất bởi vì giá nó quá quá cao rồi, thứ hai là cái nguồn cung nó sẽ bị hạn chế, nên cái sự lựa chọn nó không nhiều á, thì họ sẽ tìm kiếm ở các cái vùng thị trường lân cận. À, đó sẽ là cái xu hướng. Rồi vaccine chúng ta cũng biết là hiện tại việc triển khai vaccine COVID khá là triển khai tiến độ khá là tốt, và dự kiến trong ngày sau ngày 15 tháng 12 sắp tới đây thì chúng ta cũng sẽ bình thường, cũng sẽ có những cái chuyến bay quốc tế, tức là dần dần mọi người sẽ quay trở lại và các nhà đầu tư cũng sẽ quay trở lại, và cái thị trường nó sẽ có một cái làn sóng, có thể là nó sẽ không phải là làn sóng quá lớn, nhưng nó sẽ là một cái làn sóng của các nhà đầu tư quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam. Thì dĩ nhiên cái yếu tố đó nó cũng sẽ thúc đẩy cho cái việc thay đổi về giá bán, cũng như là thay đổi về các chính sách, cũng như là các cái yếu tố ảnh hưởng tích cực đối với cái tình hình chung của thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay thì có rất là nhiều cái sự gọi là thay đổi và biến động rất là lớn như thế. Thì đó là những cái xu hướng mà dự báo trong những cái thời điểm sắp tới. Thì qua đó thì tôi hy vọng là các anh chị có thể gọi là định hình cho mình được là những cái đâu sẽ là những cái xu hướng mà phù hợp với mình để mà chúng ta có thể đi theo hoặc là đón đầu những xu hướng này. Thật ra nếu mà nói đón đầu thì nó cũng sẽ là hơi khó, với những xu hướng này nó đang và đã phát triển và cũng đang trị nó cũng đã đang diễn ra rồi, thì có thể là chúng ta sẽ lựa chọn xu hướng nào nó phù hợp với cái xu hướng đầu tư của mình để xem chúng ta sẽ quyết định đầu tư nó phù hợp hơn. Rồi ở đây thì tôi sẽ muốn đi nhanh qua cái phân tích một số cái sự thay đổi cũng như là một số cái cập nhật về cái thị trường vùng ven ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì tôi muốn chọn thành phố Hồ Chí Minh vì thứ nhất là nó có một cái sự tức là sao? Tức là nó có một cái sự thay đổi khá là điển hình cho cái việc khi khu vực trung tâm bị sụt giảm thì những cái vùng lân cận nó trở thành cái vùng thị trường thay thế. Và đây cụ thể nhất ở đây chúng ta thấy rằng là khi thành phố Hồ Chí Minh cái nguồn cung bị giảm rất là mạnh như vậy thì các cái vùng thị trường khác nó lại thay thế và nó lại bắt đầu phát triển rất là tốt. Và điển hình nhất là ví dụ như chúng ta thấy là Đồng Nai thì trong thời gian vừa qua thì nguồn cung đất nền này, khu đô thị này, và sắp tới đây là căn hộ phân khúc tầm trung này, nó cũng sẽ là những cái sản phẩm mà thay thế cho thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương thì phân khúc căn hộ tầm trung và cận cao cấp sẽ là cái phân khúc mà thu hút rất nhiều nhà đầu tư thành phố. Bên cạnh đó thì đất nền vẫn sẽ là một trong những cái thế mạnh ở khu vực này, về mức bởi vì mức giá nó còn rất thấp. Thứ hai sẽ là bất động sản dịch vụ liên quan đến các khu công nghiệp, bởi vì trong thời gian vừa rồi á, khi mà tình hình kinh tế thế giới nó có nhiều sự biến động thì cái sự rất là nhiều các cái công ty cũng như là các cái hãng lớn của nước ngoài cũng qua thành phố, cũng qua Việt Nam để mà tìm kiếm các cái gọi là các cái công xưởng hoặc là các khu công nghiệp để mà di chuyển cái nhà máy của mình qua đây, thì nó kéo theo một cái làn sóng gọi là phát triển thêm các khu công nghiệp, mà điển hình là Long An, Bình Dương, Đồng Nai là những cái khu thành phố phát triển được công nghiệp rất mạnh.
Và chính cái yếu tố này nó kéo theo là những cái bất động sản dịch vụ đi kèm. Ví dụ như bất động sản về logistics, vận chuyển hàng hóa, bất động sản về dịch vụ, về cư trú, bất động sản về ăn uống, vân vân, trung tâm thương mại, nó cũng sẽ đi kèm theo. Và cái xu hướng này nó sẽ là một cái xu hướng mà trong thời gian tới nó sẽ phát triển ha. Về Long An thì quỹ đất còn khá là dồi dào ở một số các khu địa phương, thì nhà phố, đất nền và đặc biệt là căn hộ bình dân sẽ là cái phân khúc phát triển ở Long An trong thời gian tới. Rồi chúng ta thấy rằng là ở Đồng Nai thì có thể điểm qua một số các yếu tố, thì Đồng Nai mạnh nhất vẫn là về hạ tầng. Bởi vì sự kết nối, Đồng Nai được xem giống như là một cái trung điểm kết nối ở các khu vực tỉnh đồng bằng, khu vực miền Tây, kết nối với khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên. Ở đây chúng ta thấy rằng là ở thành, và đó cũng là lý do mà chúng ta chọn Đồng Nai để xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Và sân bay quốc tế Long Thành là một trong những cái công trình mà nó có cái tác động rất mạnh đối với thị trường bất động sản, không chỉ Đồng Nai đâu, mà tôi nghĩ là sẽ là bất động sản của phía Nam trong thời gian tới. Dĩ nhiên thì thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang trong giai đoạn đầu được triển khai, mọi thứ nó vẫn chưa có hình thành, nên giờ chúng ta sẽ chưa nhìn thấy được cái sự tác động lớn. Nhưng tôi nghĩ rằng là khi mà sân bay quốc tế Long Thành được hình thành, nó sẽ tạo nên một cái diện mạo mới, không chỉ riêng cho Đồng Nai mà cả một khu vực phía Nam. Rồi hệ thống hạ tầng kết nối, chúng ta có cao tốc Long Thành Dầu Dây, tuyến đường Vành Đai 3 Bến Lức Long Thành. Thì những cái tuyến đường này hiện tại được triển khai tương đối là chậm so với cái kế hoạch, nên chính cái yếu tố này nó cũng là một cái yếu tố tác động đến cái mức độ tăng giá. Tuy nhiên thì phải nhìn nhận thấy rằng là các công trình trọng điểm khu vực tại Đồng Nai là rất nhiều, và chính cái yếu tố này nó tạo nên một cái gọi là xu hướng của rất nhiều nhà đầu tư, họ tìm kiếm đất nền hoặc là các cái dự án quanh các cái dự án hạ tầng này để mà đầu tư. Thì cái xu hướng này nó đã đang diễn ra rất là mạnh. Rồi sân bay quốc tế Long Thành thì tôi cũng đã vừa chia sẻ ở trên, thì khi mà sân bay này được đưa vào thì nó sẽ là một trong những sân bay có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, và kỳ vọng của nó cũng sẽ là nó tạo nên một cái bệnh viện về giao thông quốc tế cho Việt Nam. Thì chính cái yếu tố này nó thúc đẩy rất nhiều cho những cái bất động sản phụ cận sân bay đi theo. Thì nếu như có một cái dịp thì chúng ta có thể phân tích nhiều hơn về cái xu hướng phát triển bất động sản phụ cận sân bay. Cầu Cát Lái, đây là một trong những cái dự án mà tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái diện mạo, nó sẽ thay đổi một cái khu vực, đó là khu vực Nhân Trạch. Bởi vì nó sẽ là một cái tuyến cầu kết nối từ quận 2 đến Nhân Trạch, Đồng Nai. Hiện tại thì mức giá hai bên bờ này chênh lệch nhau rất nhiều. Nhưng nếu như cái cầu này hình thành thì chắc chắn một điều, khu vực Nhân Trạch chắc chắn sẽ phát triển về mặt bằng giá và bất động sản rất là lớn. Rồi đây là các cái con điểm khác, ví dụ như là tuyến Hương Lộ 2, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, và một số cái tuyến đường cao tốc và tuyến đường mở rộng ở khu vực Đồng Nai ha. Rồi ở Đồng Nai thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là phần lớn các cái dự án ở Đồng Nai đều là dự án thấp tầng, rất ít các dự án cao tầng, chỉ có một vài dự án được triển khai bởi Hưng Thịnh trong thời gian vừa rồi thôi. Nhưng mà chủ yếu các dự án của hiện nay ở Đồng Nai nổi bật lên vẫn là các dự án nhà ở thấp tầng có quy mô lớn. Cụ thể đây nhất là chúng ta thấy là chúng ta có Aqua City, chúng ta có Swan Bay, là những cái dự án mà cái quy mô rất là lớn, vài chục đến vài trăm hectare, và cái mức giá của nó cũng rất là cao. Ở đây tính trung bình trên một mét vuông thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là ở Đồng Nai nhưng cái mức giá của nó đã vượt ngưỡng 100 triệu một mét vuông đối với một số các phân khúc sản phẩm rồi, đúng không? Và chúng ta thấy rõ là ở đây chúng tôi tách ra làm hai nhóm, đó là những cái nhóm sản phẩm liền kề với sông hoặc giáp sông, và những cái sản phẩm nằm ở khu vực xa khu vực sông thì Đồng Nai hơn. Thì cái mức giá rõ ràng chúng ta thấy cái sự khác biệt rất là nhiều, khác biệt rất là lớn. Và đây cũng sẽ là cái xu hướng mà nhà đầu tư nên tìm kiếm cái sản phẩm nào phù hợp cho mình. Bởi vì chắc chắn một điều là cái tốc độ tăng giá ở cái sản phẩm mà liền kề với sông, đặc biệt là khu vực Đồng Nai, thì chắc chắn nó sẽ cao hơn so với các khu vực khác. Nhưng ngược lại cái khoản giá đầu tư vào nó cũng sẽ cao hơn.
nên nhà đầu tư sẽ nên cân nhắc những yếu tố này khi mà chúng ta lựa chọn cái sản phẩm đầu tư tại đây. Đây là cái biểu đồ tăng giá ha. Trong 5 năm trở lại đây thì chúng tôi có thống kê một số các sản phẩm tiêu biểu Alpha City, Swan Bay, Swan Park và Sam Sky World. Thì những cái sản phẩm như là Swan Bay và Swan Park được đầu tư bởi CLD tại Nhân Trạch thì cái tốc độ tăng giá qua hàng năm đều rất là tốt, đặc biệt là Swan Bay. Mức giá tăng trung bình mỗi năm là 27%. Alpha City thì mới triển khai năm 2019 nhưng cũng ghi nhận cái mức giá tăng rất là cao là 26% qua các năm. Và cái biểu đồ này cho thấy rằng là cái tốc độ này nó sẽ vẫn còn cao hơn. Những cái sản phẩm khác như là Swan Park và Sam Sky World là những cái sản phẩm mà không có gắn liền với sông thì cái tốc độ tăng giá của nó lại thấp hơn. À, đây chính là cái điểm mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Rồi về cái phân khúc thì chủ yếu phân khúc này ở Đồng Nai đều thì trong thời gian vừa rồi thì nguồn cung chủ yếu vẫn là sẽ là cái nguồn cung của sản phẩm nhà phố và các nhà ở thấp tầng, nhà phố và biệt thự. Rồi cái xu hướng ở Đồng Nai cũng phát triển rất là mạnh, đó là cái xu hướng phát triển về second home, à gọi là nhà ở thứ hai ấy. Thì các cái sản phẩm mà liền xong ví dụ như là Swan Bay hoặc là Aqua City được chủ đầu tư định hình là một cái dạng nhà nghỉ dưỡng, tức là mọi phát triển một dạng bất động sản mà kết hợp với cái việc nghỉ dưỡng cuối tuần, khai thác các dịch vụ liên quan. Thì đây là cái xu hướng mà các đơn vị phát triển bất động sản lớn họ nhắm vào để mà khai thác được tối đa các cái yếu tố tự nhiên, bởi vì hầu hết các cái sản phẩm này đều là sản phẩm gắn liền với sông nên họ muốn tận dụng được cái không gian và cái yếu tố này để tạo nên cái giá trị về cái yếu tố đó, về cái yếu tố nghỉ dưỡng ở đây, và chính cái yếu tố này nó làm nên cái khoản giá chênh lệch như ở trên mà tôi vừa chia sẻ. Thì cái xu hướng trong thời gian sắp tới thì chúng ta cũng biết Đồng Nai có rất là nhiều các cái đảo, bán đảo cũng như rằng là các cái mặt giáp với bờ sông rất là dài. Chính vì cái yếu tố này thì cái xu hướng mà các nhà đầu tư hoặc các chủ đầu tư họ tìm kiếm các cái quỹ đất để mà phát triển cái nhóm phân khúc sản phẩm này trong thời gian tới nó sẽ còn tiếp tục nữa. Rồi chúng ta sẽ quay xuống với Long An. Thì Long An thì nếu mà xét về Long An thì tốc độ phát triển nó dĩ nhiên nó không thể so sánh được với lại Đồng Nai, nó ở mức thấp hơn. Ở đây biểu hiện điển hình như là chúng tôi thống kê về khoảng gần 10 dự án ở các cái khu vực bao gồm Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hòa và Tân An. Đây là những cái khu vực tiêu biểu về bất động sản, đặc biệt là bất động sản các cái phân khúc về nhà thấp tầng đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái mức giá dao động trung bình nó sẽ nằm ở mức là trên dưới 40 triệu một mét. Thì mức giá này nó khá là hợp lý nếu mà so sánh với lại ở dưới Đồng Nai. Và đặc biệt luôn là chúng ta thấy rằng là cái khu vực mà có cái mức giá cao hơn đó là khu vực Cần Giuộc. Nó bởi vì nó giáp gần thành phố Hồ Chí Minh hơn. Và đặc biệt luôn là cái trong nó có rất nhiều các cái sản phẩm được phát triển trước đây. Và chính vì cái yếu tố này nên nó làm cho cái mức giá nó cũng sẽ tăng khá là nhiều. Bến Lức được xem như là một cái khu vực mới, gọi là không phải là quá mới nhưng nó được xem như là một cái khu vực được thu hút rất là nhiều các nhà đầu tư mới trong thời gian vừa rồi. Bởi vì thứ nhất á, là nó kết nối được với thành phố Hồ Chí Minh thông qua tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Và cái việc mà tiếp cận nó cũng khá là dễ. Và đặc biệt luôn là những cái dự án như là Khoa Cập Hôi Long An của chủ đầu tư Nam Long là những dự án có quy mô rất là lớn, hơn 300 hectare. Trong tổng giai đoạn là hơn 300 hectare thì trong đó có rất là nhiều phân khúc sản phẩm. Và vừa rồi cái phân khúc sản phẩm căn hộ bình dân cũng được chào bán ở đây và bán rất thành công. Rồi ở đây là một biểu đồ thống kê về giá. Thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái một số khu vực thì bình quân giá nó tăng khoảng từ 10 đến 15-18%. Cá biệt thì có chỉ có Taka Garden thì tăng cao nhiều hơn do cái sự thay đổi giá của chủ đầu tư. Nhưng mà cái chúng ta thấy rằng là cái tốc độ tăng giá này thì dĩ nhiên nó sẽ thấp hơn nếu mà so sánh với lại khu vực Đồng Nai. Nhưng ngược lại cái khoản đầu tư của nó thì tốt hơn. Cái khoản đầu tư của nó thì dễ chấp nhận hơn.
Rồi, đây là cái mảng về các cái phân khúc về sản phẩm. Thì chúng ta thấy rằng là về đất nền á, thì ở Long An cũng là một trong những cái vùng mà có cái tỷ lệ sản phẩm đất nền tung ra thị trường cao. À, nếu mà so sánh với lại Đồng Nai chiếm 45% thì nó cũng chiếm 31%. Về các sản phẩm biệt thự á, thì chúng ta thấy rằng là nó cũng tương đương với lại khu vực Bình Dương. Và dĩ nhiên thấp hơn ở khu vực Đồng Nai rất là nhiều, bởi vì Đồng Nai trong thời gian vừa rồi tập trung phát triển rất là mạnh. Các cái phân khúc khác thì cũng khá là đa dạng, bao gồm thậm chí có cả căn hộ và cả cái khu đô thị nữa, nên thành ra Long An có nhiều cái sự lựa chọn hơn với cái mức giá khá là mềm so với các cái khu vực khác. Thì điểm mạnh ở đây là thứ nhất là quỹ đất còn rất nhiều ha, nguồn nhân lực thì rất là dồi dào và tỷ lệ các khu công nghiệp hiện tại đang phát triển cũng rất là cao. Mặt bằng giá tôi nghĩ là cái yếu tố hợp lý nhất á. Bởi vì nếu mà so sánh với các cái mặt bằng giá khác ở các khu vực khác thì mặt bằng giá ở Long An khá là hợp lý, và tốc độ tăng giá thì cũng tương đối tốt. Quy hoạch thì Long An giáp với thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là giáp với những cái khu đô thị như khu đô thị Tây Bắc hoặc là Củ Chi vân vân, thì những cái khu vực này sắp tới cũng sẽ có sự thay đổi về định hình quy hoạch, thì cũng có thể sẽ tác động tới Long An. Kết nối hạ tầng thì giữa Long An và Hồ Chí Minh thì kết nối trực tiếp, và thậm chí Long An sẽ có những cái tuyến đường kết nối trực tiếp với tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nó sẽ tạo nên cái tuyến liên thông kết nối từ cao tốc Trung Lương đến cao tốc Long Thành Dầu Dây thông qua cái tuyến đường cao tốc với Lức Long Thành, thì nó sẽ tạo một cái liên thông về từ phía Tây sang phía Đông. Điểm yếu thì các công trình trọng điểm ở đây khá là chậm. Phải thừa nhận luôn là nếu mà so với lại những cái khu vực khác thì Long An phát triển khá là chậm hơn về các cái công trình hạ tầng. Dự án thì có nhưng cái việc triển khai nó khá chậm, mà chính cái yếu tố này nó cũng tác động không nhỏ đến với tâm lý của nhà đầu tư. Và cái sự gọi là kết nối giao thông thì chúng ta biết mặc dù có tuyến cao tốc Trung Lương, có tuyến lộ quốc lộ 1 và rất nhiều cái tuyến đường liên tỉnh lộ, nhưng hầu hết các tuyến đường này nó đều phải chịu áp lực rất lớn về mặt kẹt xe, về mặt giao thông kết nối. Thì chính vì cái yếu tố đó nên nhà đầu tư họ cũng sẽ rất là e ngại. Tuy nhiên thì dĩ nhiên cái chỗ nào đông thì chỗ đó nó cũng sẽ có nhiều cái nhu cầu về nhà ở thôi. Thì điều này nó sẽ là cái sự cộng hưởng qua lại. Thì các cái yếu tố mà điểm yếu này thì cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên tôi nghĩ nó không ảnh hưởng quá lớn đối với cái sự phát triển về lâu về dài của khu vực này. Rồi chúng ta sẽ đến cái vùng thị trường cuối cùng mà theo tôi nghĩ rằng là vùng thị trường mà có cái nhiều cái sự thay đổi lớn trong cái thời gian vừa rồi nhất, tức là thị trường Bình Dương. Thì Bình Dương nếu như trước đây chủ yếu phát triển về mảng đất nền, nhà phố và các cái sản phẩm thuộc các khu thành phố mới, nhưng mà Bình Dương hiện nay lại phát triển rất mạnh về căn hộ, và đặc biệt là căn hộ tầm trung. Trong thời gian vừa rồi thì cái số lượng căn hộ, đặc biệt là thống kê năm 2020 á, thì tổng số lượng sản phẩm căn hộ tầm trung được chào bán ở khu vực này là 8.800 sản phẩm và được chào bán thành công. Đó là một con số cực kỳ ấn tượng cho một cái vùng thị trường mới vừa phát triển cái phân khúc này. Thực ra căn hộ đối với Bình Dương thì nó cũng phát triển khá lâu rồi, nhưng trước đây á, nhu cầu ở khu vực này nó không có cao. Nhưng trong thời gian gần đây thì do các nhà đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, khi mà họ không kiếm được các sản phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh nữa thì họ xuống tìm kiếm tại Bình Dương, thì Bình Dương lại đáp ứng được nhu cầu đó. Chính vì điều này nó tạo nên một cái xu hướng phát triển trong thời năm 2020. 2021 vừa rồi thì Bình Dương cũng có một số sản phẩm được chào bán, nhưng do cái nguồn cung nó không còn dồi dào, nó không nhiều nữa, do một số, dĩ nhiên là do cái tình hình dịch bệnh, rồi do rất là nhiều yếu tố tác động, nên thành ra rằng là nó cũng sẽ có cái sự sụt giảm. Nhưng mà trong thời gian tới thì tôi nghĩ rằng là ở Bình Dương cũng sẽ là một cái vùng thị trường chi phối rất là nhiều về cái phân khúc sản phẩm tầm trung ở đây. Các tuyến đường kết nối chúng ta cũng biết rằng là hệ thống giao thông của Bình Dương là thuộc một trong những cái hệ thống giao thông tốt nhất khu vực phía Nam, phải thừa nhận luôn. Và tính kết nối của nó rất là tốt. Và chính vì yếu tố này mà chúng ta thấy rất nhiều khu công nghiệp được lập ra ở đây. Và yếu tố khu công nghiệp cộng hưởng cho cái hệ thống hạ tầng nên tạo nên một cái nền tảng về hạ tầng phát triển xã hội cho Bình Dương rất là tốt. Và tôi nghĩ chính những yếu tố này nó cũng đã tạo nên một cái nền tảng cho cái sự phát triển về đô thị hóa cũng như là phát triển về căn như vừa rồi chúng ta thấy.
vẽ ra cái tuyến đường cao tốc bao gồm các cái tuyến đường trọng điểm như vành đai 3, vành đai 4 và đặc biệt là cái tuyến cao tốc kết nối với Mỹ Phước Tân Vạn cũng vừa được đưa vào triển khai, nó tạo ra một cái xu hướng phát triển lên khu vực phía bắc của Bình Dương và Bình Phước. Nên vừa rồi thì có rất là nhiều nhà đầu tư họ tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư tại Bình Phước, giáp Bình Dương, bởi vì đất Bình Phước hiện nay còn rất thấp nếu mà so với mặt bằng giá. Rồi có một cái điểm nữa rằng là nếu như ai là những nhà đầu tư nào thích đầu tư để khai thác căn hộ cho thuê á, thì chúng ta nên cân nhắc Bình Dương. Bởi vì sao? Nếu mà xét về cái yếu tố sinh lời tại thị trường Bình Dương so sánh với thành phố Hồ Chí Minh á, thì thị trường Bình Dương lại có tỷ lệ sức sinh lời cao hơn rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất á, là cái chúng ta có rất nhiều các khu công nghiệp ở đây, nên thành ra là cái nhu cầu thuê nhà cho cán bộ, công nhân viên cũng như các chuyên gia tại khu vực này nó cao hơn rất là nhiều so với các cái khu vực khác. Nếu như trước đây thì hầu hết cái việc mà chúng ta mua căn hộ cao cấp rồi cho người nước ngoài thuê ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt khu vực quận 2, quận 7, quận Phú Nhuận, đúng không? Nhưng mà đến thời điểm hiện nay thì do cái lượng người nước ngoài sụt giảm mạnh, nên thành ra là cái hiệu suất sinh lời từ cái việc cho thuê của thành phố Hồ Chí Minh nó không còn tốt như trước đây nữa. Nhưng ngược lại Bình Dương thì nó lại vẫn duy trì ở mức tốt. Mặc dù cái mức giá thuê nó không cao nha, mọi mức giá thuê thì không cao, nhưng do cái mức độ cái giá đầu tư ban đầu nó thấp, nên thành ra cái hiệu suất sinh lời nó lại tốt. Chính này cái yếu tố này nó lại tạo ra một cái lợi thế cho thị trường Bình Dương nếu xét về cái khả năng sinh lời từ cái việc cho thuê. Rồi những điểm mạnh của Bình Dương thì chúng ta thấy rằng là Bình Dương là một trong những cái thành phố trẻ có sự phát triển rất là bình tĩnh, có cái sự phát triển rất là tốt. Bởi vì riêng Bình Dương là nó có 3 thành phố trong đó, bao gồm Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một, và được đánh giá là những thành phố có cái hạ tầng kết nối cũng như là hạ tầng kỹ thuật rất là tốt, tốt nhất khu vực phía Nam. Thủ phủ của công nghiệp phía Nam, điều này chúng ta đều biết rất là rõ ha. Thì kéo theo đó thì rất là nhiều lượng người nhập cư để tìm kiếm cơ hội việc làm, việc sinh sống ở đây cũng rất là cao. Chính vì yếu tố này thì cái nhu cầu nhà ở tại khu vực này nó cũng phát triển trong rất là mạnh trong thời gian vừa rồi. Rồi đây là cái tiêu điểm mà thị trường mà CB chúng tôi muốn gửi đến các anh chị trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Tôi cũng muốn cập nhật một số các cái thông tin là những cái yếu tố mới của thị trường để cho các anh chị có những cái thông tin mới nhất. Thì về cái báo cáo số liệu thì tôi hy vọng là sẽ có dịp gặp lại các anh chị vào giai đoạn khoảng đầu quý 1 năm 2022 để tôi có thể chia sẻ được những cái thông số, những cái số liệu nó chi tiết hơn để giúp cho chúng ta sẽ có được những cái gọi là những cái sự đánh giá thống, gọi là chúng ta sẽ phân tích lại năm 2021 và dự báo cho 2022 nó chính xác hơn. Thì hy vọng là sẽ có cơ hội được gặp lại các anh chị một lần nữa. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ vâng ạ, cảm ơn sự chia sẻ của anh Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, đúng không ạ? Các anh chị nếu mà cảm thấy bài chia sẻ của anh Kiệt giá trị và đem lại nhiều thông tin khách quan, nhiều số liệu cập nhật nhất tới các anh chị, thì chúng ta hãy cùng comment là cảm ơn anh Kiệt, được không ạ? Để gửi lời cảm ơn tới anh đã có một bài chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay tới các anh chị và cập nhật thông tin về thị trường Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng như là tổng quan về thị trường bất động sản Việt Nam tới các anh chị học viên trong chương trình học ngày hôm nay ạ. Để anh Kiệt sẽ có dịp để quay lại chia sẻ thêm những kiến thức mới, những thông tin mới và những số liệu cập nhật hơn tới các anh chị ạ. Và vâng, cảm ơn anh Kiệt.